Trong tầm giá dưới 6 triệu có rất nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Ngoài những thiết bị chạy Android cấu hình cao, iPhone hiện tại cũng có mức giá vô cùng tốt và cụ thể chính là iPhone 5 qua sử dụng. Trong video này thì D Channel sẽ có bài tư vấn cho các bạn lựa chọn Galaxy Z hay iPhone 5 qua sử dụng trong tầm giá từ 5 đến 6 triệu. Yếu tố đầu tiên mà người dùng luôn quan tâm đặt lên hàng đầu đó chính là về thiết kế. Có lẽ điểm này thì iPhone 5 sẽ ghi điểm tuyệt đối so với Galaxy Z. Về chất liệu gia công, một bên là nhôm kim loại, một bên là nhựa truyền thống. Hơn nữa, iPhone 5 được làm nguyên khối, vì vậy cầm trên tay sẽ có cảm giác chắc chắn và sang trọng hơn hẳn. Trong khi đó, của Galaxy Z toàn bộ được làm bằng nhựa, bao gồm cả phần viền, vì vậy sẽ cực kỳ dễ xước và bong chóc. Đặc biệt với phiên bản màu hồng và màu xanh còn bám mồ hôi vân tay khá là khó chịu. Ngoài ra, việc có thể tháo rời nắp lưng, thay thế SIM, thẻ nhớ cũng khiến sau một thời gian thì Galaxy Z sẽ trở nên ọp ẹp. Nhìn chung về thiết kế, chất lượng gia công, độ chi tiết hay tinh xảo thì iPhone 5 áp đảo hoàn toàn. Chúng ta sẽ có những lát cắt kim cương ở phần viền và các phím bấm cực kỳ tinh xảo. Còn với Galaxy Z, ưu điểm lớn nhất của nó chính là việc vỏ nhựa dễ thay thế và chi phí thấp hơn nhiều của iPhone 5 nếu chẳng may có va đập hay rơi vỡ. Ngoài ra thì iPhone 5 màn hình chỉ có 4 inch sẽ phù hợp cho những bạn nào yêu thích sự nhỏ gọn tiện lợi, còn Galaxy Z với màn hình 5 inch cho những ai muốn trải nghiệm trên một màn hình lớn hơn. Về màn hình, một bên là màn hình Retina của Apple, bản chất của nó vẫn là LCD, còn một bên là Super AMOLED của Samsung. Hai công nghệ này chúng ta đã vô cùng quen thuộc rồi. Với iPhone 5, màn hình chỉ có 4 inch, độ phân giải 640x1136 pixel cho một điểm ảnh đạt 326 ppi. Còn Galaxy Z sở hữu màn hình 5 inch Full HD với một độ điểm ảnh đạt 441 ppi. Như vậy có chênh lệch nhau một chút về độ chi tiết hình ảnh, Galaxy Z sẽ nhỉnh hơn. Tuy nhiên khi dùng thực tế thì rất khó để nhận ra sự khác biệt về độ sắc nét hình ảnh trên cả hai sản phẩm này. Hình ảnh từ iPhone 5 và Galaxy Z đều vô cùng mịn màng. Có chăng sự khác biệt đến từ chính màu sắc của mỗi màn hình? Bạn nào thích hiển thị nịnh mắt đậm đà khi xem phim thì Galaxy Z sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Hình ảnh được làm vô cùng nổi bật, đặc biệt là những gam màu ấm, xanh hay đỏ kết hợp với màn hình 5 inch lớn, đương nhiên trải nghiệm xem phim sẽ tuyệt vời hơn iPhone 5 rất nhiều. Trong khi đó, với màn hình bé hơn thì iPhone 5 hướng đến sự tiện lợi và dành cho những ai yêu cầu hiển thị khắt khe về màu sắc hình ảnh thì màn hình Retina của Apple sẽ không làm các bạn phải thất vọng. Bởi điểm mạnh của iPhone 5 đó là hiển thị sáng, rất trong và trung thực. Song việc trải nghiệm xem phim sẽ bị giới hạn bởi kích thước màn hình, vì vậy sẽ tùy vào lựa chọn của các bạn. Các bạn đang theo dõi video tại D Channel, kênh video công nghệ chính thức của di động thông minh. Các bạn có thể truy cập website didongthongminh.vn để tham khảo thêm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Tiếp theo là về cấu hình. Với Galaxy Z, nó sở hữu một phần cứng nổi bật trong thế giới Android cùng con chip S800 RAM 3GB, bộ nhớ trong lên tới 32GB. Còn với các thiết bị iPhone, Apple không bao giờ nói quá nhiều về cấu hình, mà họ đi theo hướng kết hợp tối ưu giữa phần cứng và phần mềm trên nền tảng iOS. iPhone 5 sở hữu con chip A6 2x1.3GHz RAM 1GB. Liệu trong những bài đo thực tế thì iPhone 5 và Galaxy Z sẽ cho tốc độ ra sao? Đầu tiên với AnTuTu Benchmark thì Galaxy Z cho điểm số vượt trội vô cùng ấn tượng, rơi vào khoảng 42.000 điểm. Trong khi đó của iPhone 5 là 32.000 điểm, chênh lệch nhau khá nhiều. Mình sẽ tắt nguồn cho hai máy khởi động lại. Về thời gian khởi động thì Galaxy Z nhanh hơn của iPhone 5 khoảng từ 5 đến 7 giây. Tiếp theo là bài test về hiệu năng, thời gian đáp ứng khi chơi game trên hai thiết bị này sau khi đã khởi động lại máy. Ở đây mình sẽ có 4 game các bạn thường chơi, đó là Asphalt 8, Samurai, Temple Run 2 và Subway Surfer. Như vậy Galaxy Z load xong 4 game chỉ mất 43 giây, trong khi đó của iPhone 5 chậm hơn khoảng 5 giây, mất tới 48 giây. Sau khi đã load xong game thì các bạn sẽ thấy hai máy đều cho những trải nghiệm mượt mà hoàn toàn tương đồng nhau. Có thể kết luận về cấu hình, đương nhiên Galaxy Z với RAM 3GB, chip S800 sẽ nhỉnh hơn của iPhone 5 với RAM 1GB và chip Apple A6. Với những tín đồ của game nặng, đương nhiên Galaxy Z sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Còn iPhone 5 với việc tối ưu rất tốt trên nền tảng iOS 8 cũng có thể chiến mượt mà bất cứ game nặng nào hiện nay. Với những bạn nào yêu thích chụp ảnh thì đây cũng là bộ đôi đáp ứng rất tốt. Về số chấm trên camera thì iPhone 5 8MP sẽ thu thiệt hơn một chút so với 13MP của Galaxy Z. Nhưng bù lại, điểm mạnh trên iPhone 5 chính là phần mềm chụp ảnh vô cùng đơn giản, dễ sử dụng với bất kỳ ai. Chỉ cần cầm máy lên và chụp, tất cả đều auto, máy sẽ tự động xử lý để mang lại những bức hình đẹp nhất. Còn Galaxy Z lại được trang bị rất nhiều chế độ chụp cho người dùng có thể sáng tạo. Những bức hình chụp thực tế cả hai đều cho chất lượng cao, nhưng Galaxy Z hình ảnh sẽ chi tiết hơn của iPhone 5, nhất là khi chúng ta zoom lớn. Đây chính là điểm mạnh với camera 13MP. Còn trong điều kiện thiếu sáng thì iPhone 5 tỏ ra vượt trội hơn. Với cả camera trước và sau, khả năng bắt nét của Galaxy Z sẽ giảm dần để cố gắng đưa hình ảnh sáng hơn.
vì vậy ảnh cho ra sẽ thường bị bết và mất chi tiết. Còn iPhone 5 mặc dù hình ảnh có nhiều hạt hơn một chút, nhưng vẫn sáng và giữ được chi tiết hình ảnh. Như vậy iPhone 5 sẽ dành cho những ai yêu thích sự nhanh gọn, tiện lợi, còn Galaxy Z dành cho những ai yêu thích sự sáng tạo trong chụp ảnh. Và cuối cùng là về pin, mặt này thì Galaxy Z mình đánh giá cao hơn bởi viên pin 2600 mAh, nó có thể xem video trực tuyến, lướt web hơn 6 tiếng và chơi game nặng hơn 4 tiếng liên tục. Dùng cơ bản có thể sang ngày thứ 2 mới cần sạc. Trong khi đó của iPhone 5 chỉ đáp ứng cơ bản cho các bạn trong vòng 1 ngày mà thôi. Như vậy có thể thấy thì trong tầm giá từ 5 đến 6 triệu, Galaxy Z nổi bật với cấu hình cao, nền tảng Android nhiều tùy biến, màn hình lớn, pin khỏe, camera chất lượng tốt, phù hợp với những bạn cần một thiết bị phục vụ cho việc giải trí như chơi game, xem phim. Còn iPhone 5 nhỏ gọn thời trang, cấu hình khá tốt, nền tảng iOS tối ưu, camera tự động, phù hợp với những bạn nào yêu thích sự di động nhỏ gọn và ổn định lâu dài. Chúc các bạn lựa chọn được một sản phẩm phù hợp cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.